Chào cả nhà. Chào má. Bữa nay ăn lễ tình nhân hơi bị sơn tụ á nha ha. Đây, dặn đây cái bông. Trời sợ quá. Ngày mai em còn đi Phú Quốc nữa nha. Sẽ tổ chức một buổi tiệc Valentine's Day thì là một ngày lễ tình nhân đúng không? Tình yêu. Đó. Với anh chị em kết nghĩa với trong mình nhà. Ở đây trong nhà thì, trong gia đình đây. Mình đi mua cái tôm này là cái tôm càng xanh mua ở trong chợ Nhật á. $399 cho 1 kg. Tiền Việt Nam nha, còn tiền Mỹ không biết nhiêu nữa phải tính ra. Thì đây hồi nãy nó còn sống cả nhà, nó còn lội mà đem về chắc có lẽ là trời nắng nóng quá nó hơi ngọt rồi mà vẫn còn tươi lắm. Đây nè, thấy không, tươi rối à, mình lê thê quá, lê thê thôi mà giá này là nghe nói là giá rất là ok cả nhà, không có mắc, có chỗ bán 400 mấy 500 ngàn gì á. Nhưng mà trong chợ Nhật á, yeah. Thấy nó bán vô lý quá nè. Trong chợ Nhật, ở Việt Nam mình nó có cái chợ Nhật ở khu Bình Tân, Tinh Lửa gì á, rất là lớn cả nha. Cũng ngang ngửa với chợ Nhật ở bên Nhật á. Đồ đạc cũng ok lắm. Đó. Thì bên kia mình có gì? Bên đây mình có cái mực. Chị Ngọc lại quảng cáo cái mực của chị. Chị Ngọc. Mực hấp gừng. À, này chị đây Ngọc mà. Đây cái nhà này, rồi. Món này là món mực hấp gừng đúng không? Rồi, rồi. Mực xào gừng chứ. Hay là mực hấp gừng. Rồi, ok. Hấp nước dừa. À, hấp nước dừa. Coi như là chị Ngọc làm món này rất là ngon. Đặc biệt coi trái dừa nè. Đó. Lúc này đây, kết quả của trái dừa nữa nè. Trái dừa chút xíu mà cái đầu cũng bé nữa. Mà rất ngọt nha, trái dừa ngon lắm. Còn bên kia là tôm chiên đó chị. Đó, nồi cơm chiên. Rồi gì nữa? Rồi cả nhà ơi, ở đây mình có một vài cái bịch mực á. Đây nè, một bịch đó là 3 con. Một ký như vậy nè, một bịch là 1 ký phải không? 650 ngàn tiền Việt Nam. Mực này là coi như là mực tươi luôn á, bắt lên xong rồi từ ngoài Nha Trang. Tại Nha Trang gửi vô ép lại. Mới sắc ra như vậy nè, hấp với lại gừng. Còn mấy con tôm nãy mình mua nè cả nhà. Mình bỏ vô mình hấp bê giờ 1-2-3 ngó nha, đó thấy nó đỏ không, thấy không, nó là tươi á, mình hấp lên là nó đỏ vậy á, mà nó chết rồi thì hấp lên nó không có đỏ mà nó xanh, người ta mới kêu là tôm càng xanh. Mắc cười quá hả? Rồi cả nhà ơi, hôm nay bắt đầu có những em cháu rồi đây đấy, có em nhỏ từ Mỹ về nè cả nhà. Hello, thấy cả nhà. Nhỏ nhỏ này cả nhà thấy sao, về Việt Nam có gì thay đổi không? Đang nướng nè đó, thì cháu Hiền bên kia, rồi bé Thí nữa. Chào ở nhà đi con. Chào mọi người. Đó, chào mọi người. Chào cả nhà. Đó, bây giờ bắt đầu mình nướng món này là gì đây? Cái này là như là bò non. Bò tơ với lại heo rừng. Heo rừng là cái đỏ nè. Đây là tôm càng xanh phải không? Dạ. Yeah. Nướng cuốn bánh tráng. Bánh tráng bún cả nhà. Đây là heo rừng nè. Heo rừng. Nướng cuốn với bún ăn với bánh tráng. Rau sống. Đó, đây là chả giò rế ha. Chả giò rế này không biết là bằng bên trong là gì vậy Thi? Dạ. Bờ biển hả? Hải sản hả? Hải sản, gỏi nè, còn gỏi nơi kia là gỏi gì ạ? Gỏi củ hủ dừa. À, gỏi củ hủ dừa. Vô luôn. Dạ. À. Nấu bằng dầu rồi ha. Dạ. Không có cái dạng như này nó không có dính đúng không? Nên mình làm cái tôm này nướng nó hơi lâu rồi. Bữa nay mình ăn theo kiểu giống như là
ăn xong rồi bỏ đi luôn nè. Đỡ đỡ rồi cả nhà. Đúng rồi. Mình ăn uống xong á hả, muốn ai cũng được á hả, ngồi nghỉ mệt á chứ tự nhiên phải xuống bếp làm kì đó rồi. Chưa đâu Phật, mình còn món công chiên á. Con căng này nha, mình cho nó. Bữa nay ăn lễ tình nhân hơi bị sơn tụ á nha ha. Bỏ thêm miếng bơ bơ Pháp vô cả nhà. Cho nó có cái mùi này, đó, cái thơm. Thơm nảy lừng luôn. Thơm nảy lừng luôn hả? Mình hy vọng là cái làm chống khói ở đây nó không có hú. Mình còn cái gì á? Là tôm, heo rừng. Tôm càng xanh hấp bia nữa. Chụp hình cái đấy, chụp hình cái đấy. Ăn rồi đi. Chào cả nhà. À, thì bây giờ nãy giờ cũng chào mấy lần rồi mà giờ mới được ăn cả nhà ơi. Thì cái bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc tình yêu. Coi như là Sưng đã đến bên em rồi, Sưng đi, Sưng đến gì đó không biết. Thì đại loại là những cái món này là rất là hấp dẫn cả nhà. Tôm càng xanh nướng rồi thịt heo rừng nướng, bò tơ nướng, tôm càng xanh hấp bia, với lại mực Nha Trang nướng, gỏi hủ củ dừa, cơm chiên, chả giò rế đó. Thì bây giờ mời cả nhà cùng chung vui với gia đình mình hôm nay nha. Thì trước tiên là cho một nổ một cái tiếng pháo để phải giới thiệu bạn, đây là bạn thân của mình thân. Đó, đây là từ ở gì đó, muốn cho ở gì đó, ở chuồng tắm mưa đi anh. Tới giờ đứa nào cũng mặc quần hết rồi nha. Xong luôn, nó không biết mở luôn. Dặn đi, dặn đi cái bung nó no. Dặn cái này ra trước, cái này nó chưa có bung đâu, bắt đầu rồi sợ quá Phương ơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngày mai em còn đi Phú Quốc nữa nha. Em ổn luôn. Trời ơi. Cái này bia mà bún ra vậy? Bia mà cái gì đâu mà. Bia mà bún là đâu? Đâu có rượu đâu mà. Trời ơi, coi gì mà nhát cái kìa trời, đất ơi. Giật mình luôn á, cầm cái máy giật mình luôn á. Rồi bắt đầu nè, rót ra. Bây giờ á, bây giờ mình cả nhà mình sẽ chào cả nhà cái đi chứ. 1, 2, 3 chào cả nhà rồi. Rồi, cái này là khỏi mở speaker luôn á, lớn tự nhiên á. Không, cái này là để lâu lại chín gì lắm rồi. Rất thơm rồi đó. Cái tôm càng xanh ở đây nó tươi á cả nhà, nên khi mình nướng lên á, cái vỏ nó đỏ, cái màu nó đỏ tự nhiên đó. Thấy không? Nhìn tôm bóng mướt luôn ha. Không, con này đẹp hơn. Chị Kiên muốn đủ hả? À, uống. Rồi yên tâm, một lát uống gì rồi tính sau. Tại vì mình đổ trước nó tan đá không ngon. Rồi giờ mình nâng ly lên đi nha. Rồi nâng ly lên đi. 1, 2, 3 Dầu quá. Hải có con ly hả? Dạ. Wow. Dạ rau. Rất ngon. Rồi bây giờ mình thử đi để coi coi cái nào ngon dở ra sao gì báo cáo tình hình này đi. Rồi mời cả nhà dùng đi. Tự nhiên. Ăn đi anh. Ăn đi thử. Sắp dẻo. Bây giờ mình thử coi là mấy cái tôm rồi nọ, nếu mà nó chưa có được chín thì mình để lên mình nướng lại. Còn hai cái chín không?
Phương giờ Phương là người thử đi Phương, ăn thử coi ngon dở ra sao báo cáo tình hình đi Phương. Danh thấy sao Danh? Ngon, giờ ngon, ra. Ngon. Cái này là làm bánh cháo thôi chứ mình không có cần nhúng nước à. Chắc vậy á ha. Phải không? Để thử rồi. Chắc phải nhúng nước rồi. Dạ, dạ vô để đuổi không. Ngon á, đường ngon. Rồi, đường ngon á. Thi, vô Thi ơi. Dạ. Vô, vô bàn em ơi, vô bàn em ơi. Thấy rồi Phụ, nhớ chụp tội lên. Thực lắm đây nè. Đúng rồi đó, qua đây cho rộng đi chú. Đây, thử nè. Em thử. Hỏi qua, hỏi nhúng nước thử là nó làm sao nha. À, làm thử như thế nào. Nếu mà nó không dính. Công nhận á, mình làm trong cái bữa tiệc mà mình để cái bếp nó xèo xèo gì hấp dẫn ha. Dạ. À, trời ơi, gạch ngon quá, đâu đưa con dành phát thỉ luôn nè. Ngon dữ trời. Ngon, nhưng mà có vẻ còn chưa chín lắm này nè. Hả? Đâu hấp nãy giờ chưa chín hả? Không, không, hấp quá hả? Đâu có đó mình nướng, đâu, mình nướng. Đâu cái đó nướng hả? Nướng. Ồ, chưa chín lắm. Ok, thôi ăn cái hấp bia đi, Danh. Để lại lại Danh. Cái đó để lát mình để lại. Đó, chắc cứ ăn sống còn. Mình làm với con hấp bia đi. Coi tình hình sao. Đâu? Chết cha, cái này cũng không được đó nghe. Hết vậy hả? Cái này nó lại bể nát đó nè. Ồ, vậy cũng không đúng rồi. Không đúng rồi. Ồ, sao rồi vậy? Không biết đúng rồi. Thế là cái này là do mình tự nhiên rồi. Lấy cái coi nhung này để cái nước này đi. Ừ, như thế này không được. Thấy chưa kìa. Vậy không đúng loại rồi, phải mua đúng loại á, không được. Cái này như không phải. Ngon cơ. Ngon không? Ngon thật không? Này nó còn bơi trong hồ luôn á. Đó bia á. Còn bơi trong hồ luôn mà. Ủa chị Ngọc, cái này là hấp chín rồi hả? Rồi rồi, đúng rồi, chín rồi đó. Nó nướng này hấp. Cái đó hấp á, hấp gừng. Còn có một chén. Cái này là nướng à? Để chén nướng đi nè. Được á. Được. Cho thêm lửa không? Cho nó liu liu lăng tăng đi. Bà con sao ăn đồ vô rồi các ơi? Bia bọt rồi ơi, sao? Im lặng quá vậy, ngày lễ tình yêu mình phải rộn ràng lên đi chứ. 1 2 3 vô. 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 Bàn bên kia như uống nước ngọt cả nhà ơi, nên bàn bên kia phải vô cái à. Vô. Rồi vô cái đi. 1 2 3 vô. Đó. Dữ dội nha. Thấy cũng trong thành ngọt lắm. Đây con tôm hấp bia. Giờ mình lột ra thử nha. À bên đây thiếu không có bún. Được không? Lấy con lên đi. Đây nữa nha, gạch nè. Trời trời. Mê quá ha. Bánh tráng này chắc mình phải cần có nước nữa. Dạ có nước. Wow nó ngon. Thật sự luôn hả? Ừ. Rồi. Ngon thật lắm. Rất là ngọt cả nha. Nó sảy ha.
này là toàn là anh chị em của Phương rồi fan hâm mộ rồi như là đầy đủ ở đây hết rồi cả nhà. Mẹ thân yêu và đủ thứ hết trơn đây luôn à, đó. À. Sao bây giờ bên đây ăn thấy sao, ngon dở như thế nào cho ý kiến đi chứ. Ngon lắm, món nào cũng ngon hết, gỏi cũng ngon, chả giò cũng ngon, tôm cũng ngon, mực cũng ngon, món nào cũng ngon hết. À, ăn hết dĩa nè, ăn hết dĩa luôn rồi. Rồi. Ăn thử thử một con tôm nha. Đây cả nhà. Rất hấp dẫn không? Con cẩm xanh nãy này mua trong chợ này rất là ngon luôn. Ở bên ông béo, béo hết thảy luôn á, béo quá luôn hả? Phương gặp béo quá hả? Quá béo ngon luôn. Dạ 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 mấy vòng với nước chưa chín. Bây giờ ăn tới cái thịt của nó. Thơm nữa, thơm béo ngon hơn Phương ha. Cái gặp cái năm là. Chấm ăn cơm luôn. Đây. Nó dai ngon ha. Tôm ngon quá. Rất là ngon. Tôm tươi rất là ngon luôn á, không cái này nói thiệt á. Rất là ngon. Cái này á mình nói nếu mà ai ở Việt Nam là nên đi tới chợ Nhật đúng không? Cái tôm này có 300 mấy ngàn. Rất là ngon. Ai nói Nhật là ngon. Ừ. Như nó bỏ vô mỗi ngày sao bữa em gái cho nói á, thấy không? Vô mỗi ngày. Ăn thử. Mà mấy ngày dùng chứ? Quên mấy giờ. À, vô cái đi. Ừ. Cái. Một. Cái vô. Hai. Ba. Vô. Vô. Cái này. Em muốn trước đi. Bóc trước cái đi cho chút. Con chúc cô là mỗi ngày lễ tình yêu thì sẽ có được nhiều người yêu thương của mình hơn, nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người. Con cảm ơn con. Con chúc hai con luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, mãi mãi trên đường. Dạ, 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 dạ. Rồi bây giờ Hải xin phép đưa xe đưa bạn gái về. Cảm ơn các con. Bye.